Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh. Thì hôm nay mình tiếp tục cập nhật cái năng suất của cái lúa nàng hoa chín. Giống này cái nguồn gốc nó xuất phát từ Long An các bạn. Nó bị dằn lá chín sớm, nó được gực lá chân nữa các bạn. Nó thu hoạch rồi. Để hồi căng xong mình đánh năng suất coi. Đất khô có khác mà, chạy rất là nhanh rồi bỏ lúa trên ruộng tập trung chỗ máy kéo nó lại nó sẽ gom thu gom dễ hơn. Còn ngày qua lúng lầy đó thì bắt buộc phải máy kéo phải cập bên để sang lúa để tránh ướt các bạn, để thương lái nó trừ hao được các thứ nữa, năng suất dễ giảm luôn các bạn. Hôm nay cặp máy cắt 70 plus này cắt chia làm hai máy, làm hai chủ khác nhau các bạn. Trước mặt mình đây là một chủ của ông bạn mà nó bị vàng lá chín sớm, nó gực lá chân đó. Thì sau khi thu hoạch thì ảnh căng được 950 kg trên công 1.300 các bạn. Còn bên kia thì năng suất khá hơn nhiều. Đây là sau sự cố của các cái đất lúng này đây các bạn, cái hộp số nó bị nóng rồi sẽ tiến hành thay nhớt rồi để ba lại. Ok,
Thì cái lúa này cũng là nàng hoa chính, nhưng mà làm không có bị gực lá chân các bạn. Chi phí nó hơi cao hơn so với bên 950kg này. Thì thu hoạch xong thì ông chú ông căng là 1 tấn mốt 20kg các bạn, trên công 1.300, cũng là giống Long An, là giống nàng hoa chính xuất phát từ Long An. Rồi thì video đến đây là cũng khá dài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem đến đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp ha. Xin trân trọng kính chào ạ.